Chào quý cô chú anh chị nha. Thì cái video này là cái video em dọn trong kho ra còn bao nhiêu cái thì bán hết hết rồi nha. Số lượng này nó hết rồi. Thì anh chị cô chú nào mua hàng thì hình thức giao dịch nó luôn. Mua thì thanh toán hết tiền hàng mới gửi hàng nha, không có ship thu hộ nha. Không ship thu hộ nha, mua thanh toán. Mình theo dõi cái kênh bán hàng của người khác rồi mình mua. Nha. Mình theo dõi bất kỳ cái nào mình muốn mua mình phải theo dõi mình mới mua. Đó. Thanh toán với gửi hàng và đây là số lượng còn lại mà sau này thì cũng không có cái giá này đâu nha mọi người. Cũng chẳng đi mua ở đâu có cái giá này đâu. Em nói thật luôn. Đó. Chẳng có đi đâu mua. Thì ở trong video nó luôn em không bao điện, không bao đủ, bao thiếu gì cả. Em chỉ bao cho mọi người, không bao đứt đồ gì đâu nha. Không bao rách đứt gì đâu. Em chỉ bao cho mọi người là dây nó đủ 29 m ha. Dây nó đủ 29 m. Chỉ có riêng một cuộn này thì chưa biết nó bao nhiêu mét thôi. Còn lại thì 8 cuộn này thì em sẽ, trong này có 9 cuộn và 8 cuộn em sẽ bao 29 m. Còn cuộn này tí em xem thử. Và em đi theo số thứ tự nha. Khi mua hàng thì khi vào mua hàng thì vui lòng nói số thứ tự cần mua giúp em ha. Và giá ở trong này là em xả đồng giá 650.000 một cuộn. Đây là rulo dây điện Nhật bãi nha, hàng Nhật chính hãng nha. Dài mấy cuộn này dài 29 m. Đây là dây trong. Số 1 nha mọi người, số 1 dây trong. Số 1 650 nha. Đồng giá 650 hết nha. Này là số 2. Đây là cuộn dây trong nha. 29 m. Số 2 650. Số 3. Số 3 cuộn 650 nha. Số 4. Số 4. Số 4. Số 4. Cái này là dây đen. Cái này là dây đen nha. Này 650 nha. Đây là số 5. Để coi thử thông số nó bao nhiêu mét nha mọi người. Mình không thấy để thông số nữa. Đó, 29 m nha. Cuộn này 29 m đây. Đó, 29 m. Ha. 29 m. Dây trong nha. Đó, 29 m. 650 nha. Cuộn số 6 này, cái này số 5 nha. Số 6 này. Số 6. Dây trong luôn, ở lòng dây dây đen. 29 m, 650 nha. Số 7 này, số 7. 20 dây trong nha. Cái này nó bẩn về vệ sinh thôi. 29 m, 650, số 7. Này số 8 này. Số 8. Hai mươi chín mét 650 nha. Còn số 9 này 29 m luôn nha. 29 m. Rồi 650 luôn. Rồi tổng cộng có 9 cuộn nha. Không bớt nha, em không bớt. Em không bớt, dù có lấy hết em cũng không bớt nha. Này là giá xả. Giá xả nó còn lỗ rồi. Và cũng không có giá ở đâu mua được hết. Anh chị cô chú nào ưng cuộn nào thì mua cuộn đấy nha. Không bao ship nha. Nhắc kỹ những lời em nói trong video là mình nghe được thì mình mua. Còn mình không nghe được ấy, thì mình đừng có hỏi lại vấn đề ở giá bao nhiêu em. Rồi nó bao nhiêu mét em. Rồi có dùng điện nó có không em. Đã nói là em không bao gì cả nha. Hàng này hàng xả nha. Lưu ý giùm.